Anh chị, đây buổi chiều ngày hôm nay nhà hàng Phúc Hải Sản em lại tiếp tục hấp cho anh khách ở thành phố Vĩnh Yên nhé, ba con tôm hùm Alaska. Đây, anh ăn cả được cả cái ấy. Hấp một thì phong luôn anh chị nhé, không biết có vừa rồi không anh chị ạ. Cảm ơn tất cả các quý khách hàng, các anh chị luôn luôn ủng hộ nhà hàng Phúc Hải Sản em nhé. Đây, em hấp nguyên con luôn, tôm rất là tươi đảm bảo luôn ạ. Gia vị hấp thì anh chị ạ, nước đã đun sôi đang gần sôi rồi. Gia vị hấp ngày hôm nay bên em có bao gồm sả nhé, sả gừng ạ, sả đây gừng ạ, vừa không nhỉ, sả với gừng đây, để tôi quay quen đây. Cái nước sôi phát thì bắt đầu nó thơm anh chị nhé. Thả cái gừng em cũng cho một chút thả dưới rồi ạ. Cảm ơn tất cả các quý khách hàng anh chị luôn ủng hộ nhà Phúc Hải Sản em nhé. Em vừa xong này là hấp đủ luôn. Các quý khách hàng anh chị có nhu cầu liên hệ qua số hotline 0945308888 ạ. Cảm ơn mọi người. Xin chào mọi người.